Sau đây, thầy sẽ trình bày một số ví dụ điển hình về kim loại tác dụng với dung dịch muối nhưng kim loại tan trong nước. Các em nên lưu ý, đó là những ví dụ này nó mang tính chất tổng quát, gặp trong rất nhiều các dạng bài tập trong các kỳ thi Trung học quốc gia. Nó có thể là một bài toán giải thích về hiện tượng, nhưng cũng có thể trở thành một bài toán con số khi chúng ta cho con số cụ thể vào. Do đó, các em nên lưu ý, các ví dụ này sẽ tạo cho các em một cái tư duy và giúp các em định hình ra được về hiện tượng xảy ra. Và từ đó, khi chúng ta đưa con số vào thì trở thành một bài toán và chúng ta sẽ có phương pháp giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất. Thầy vào ví dụ 1. Cho natri vào trong dung dịch đồng sunfat. Thì trước tiên sẽ có khí bay ra. Vì trong dung dịch đồng sunfat sẽ có nước làm dung môi để đồng sunfat có thể hòa tan được. Thầy sẽ vẽ hình vẽ về thí nghiệm để các em có thể hiểu được cụ thể một cách chi tiết nhất ở cái ví dụ một đơn giản nhất này như sau. Đây là dung dịch đồng sunfat. Thì trong dung dịch này, đồng sunfat của chúng ta sẽ điện ly ra đồng 2 cộng cộng SO4 2 trừ. Ngoài ra còn có nước làm dung môi để đồng sunfat có thể tan được ở trong dung dịch đó và điện ly được, tạo dung dịch đồng sunfat tương ứng. Thì dung dịch đồng sunfat sẽ có màu xanh. Các em nên lưu ý, tất cả các dung dịch có chứa ion đồng 2 cộng đều sẽ có màu xanh. Đây, đây là một hiện tượng, một dấu hiệu vật lý để chúng ta có thể nhận biết ra ion đồng 2 cộng khi tồn tại trong dung dịch. Trong thí nghiệm này, nếu chúng ta cho natri kim loại vào thì đương nhiên natri phải tác dụng với nước để tạo khí hydro bay ra và tạo kiềm, đó là NaOH. Thì NaOH sẽ tham gia phản ứng trao đổi với đồng sunfat để tạo